Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nắng và nóng đang là hình thế thời tiết chủ đạo, bao trùm khắp cả Bắc Bộ. Trong ngày hôm nay, vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn hoạt động mạnh, nên nhiệt độ cao nhất toàn vùng phổ biến ở mức từ 35 cho đến 38 độ. Ngày mai được nhận định sẽ là ngày nắng nóng cuối cùng trong đợt nắng nóng gay gắt này. Sáng sớm mai, nắng vẫn xuất hiện từ sớm, cường độ nắng sẽ gay gắt nhất trong khoảng từ 11 giờ trưa cho đến 16 giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng thời gian này sẽ phổ biến ở mức từ 35 đến 38 độ. Một số nơi do hiệu ứng đô thị như tại Hà Nội hay là Việt Trì ở Phú Thọ còn có thể lên đến 39 độ. Riêng ở các tỉnh Lai Châu và Điện Biên thì mức nhiệt ở mức 32 cho đến 34 độ. Sau đó tới khoảng đêm ngày 15 sang ngày 16, thời tiết sẽ có sự chuyển biến đáng kể. Nguyên nhân là do khối không khí mát từ phía Bắc sẽ đẩy dịch giải mây dông xuống phía Nam, cho nên trên toàn khu vực sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng. Một số nơi thuộc các tỉnh vùng núi như tại Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng có thể đạt lượng mưa vừa đến mưa to. Bà con cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Mưa sẽ tập trung nhiều nhất trong ngày 16 tháng 6. Sau đó, từ khoảng ngày 17 thì giải mây dông có xu hướng dịch chuyển về phía Nam, nên mưa sẽ giảm dần về diện và lượng. Do có mưa nên nhiệt độ có xu hướng giảm mạnh. Từ ngày 16, nắng nóng sẽ có khả năng chấm dứt tại các tỉnh Bắc Bộ. Trời chuyển dịu mát hơn, với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ 29 cho đến 33 độ. Và các tỉnh Trung Bộ thì nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì tại khu vực này trong ngày mai. Ở suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Ninh Thuận, nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến ở mức từ 35 cho đến 38 độ. Riêng các tỉnh vùng núi phía Tây như là tại Tĩnh Gia ở Thanh Hóa, Tương Dương, Quỳ Hợp, Nghệ An, do tác động mạnh mẽ của hiện tượng phơn cho nên nắng nóng sẽ gay gắt hơn với nhiệt độ cao nhất có thể vượt trên 39 độ. Đồng thời độ ẩm ban trưa giảm thấp chỉ dưới 50% nên sẽ càng tăng thêm cảm giác khô nóng. Cũng từ ngày 16 tháng 6, khi giải mây dông ở phía Bắc di chuyển xuống thì khả năng sẽ gây mưa rải rác cho các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Vùng mưa tập trung chính tại các tỉnh phía Bắc từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh. Trong cơn dông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh. Do đó có mưa cho nên từ ngày 16, nắng nóng tại khu vực Bắc Trung Bộ sẽ suy giảm đáng kể. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ hạ xuống, chỉ còn từ 33 cho đến 34 độ. Còn các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ thì nắng nóng cũng giảm đi về cường độ, mức nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 33 cho đến 36 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới, thời tiết vẫn chưa biến đổi quá nhiều. Đới gió Tây Nam với cường độ trung bình vẫn tiếp tục gây mưa dông cho khu vực này vào chiều tối. Tuy nhiên, mưa sẽ phân bố không đều về diện và lượng. Lượng mưa sẽ tập trung nhiều hơn ở các tỉnh ven biển Nam Bộ như là tại Cà Mau, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Trong cơn dông có thể xuất hiện gió giật mạnh, người dân cần hết sức lưu ý. Do mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối, còn ban ngày khu vực vẫn có nắng, nền nhiệt biến động không nhiều, phổ biến ở mức từ 30 cho đến 33 độ tại các tỉnh Tây Nguyên và từ 31 cho đến 34 độ tại các tỉnh Nam Bộ. Riêng một số nơi thuộc miền Đông như tại Đồng Phú, Bình Phước, Tây Ninh, Biên Hòa, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh thì nhiệt độ cao nhất vẫn có thể xấp xỉ ngưỡng 35 độ. Cuối cùng là những thông tin thời tiết cho các vùng biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong 3 ngày tới trên khu vực Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thịnh hành gió Tây Nam với cường độ cấp 4 đến cấp 5. Riêng khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, khả năng xuất hiện mưa dông rải rác vào chiều tối, làm tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, cần cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh trong mưa dông. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay và tiếp theo là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.